Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Hà Nội FC mất đi ngôi sao trận đấu gặp Công an Hà Nội. Sau tất cả, Công an Hà Nội có mạnh không? Sau Việt Kiều được thầy Park nhắm báo tin vui cho đội tuyển Việt Nam. Chiều ông Park Hang-seo tập 2. Hà Nội FC mất ngôi sau trận đấu gặp Công an Hà Nội. Hà Nội FC mất đi cầu thủ quan trọng khi chạm trán câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023. Cuối tuần này, Hà Nội sẽ đại chiến câu lạc bộ Công an Hà Nội trong trận đấu ở vòng 5 giai đoạn 2 của V-League 2023. Trận đấu sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng vô địch của cả hai đội bóng. Ở trận đấu này, Hà Nội FC sẽ không có được lực lượng mạnh nhất khi tiền vệ Nguyễn Hải Long bị treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu mùa. Thời gian qua, Hải Long được huấn luyện viên trưởng Bandovic sử dụng khá thường xuyên và thi đấu khá ổn định, giúp đội bóng thủ đô đang dẫn đầu bảng xếp hạng và có cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải đấu năm nay. Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội có được lực lượng mạnh nhất trong màn so tài đỉnh cao này khi không có bất cứ một cầu thủ nào gặp chấn thương hay bị treo giò vì thẻ phạt. Hiện tại, Hà Nội đang có 32 điểm, tạm chiếm ngôi đầu của V-League. Câu lạc bộ Công an Hà Nội tạm xếp thứ hai với một điểm ít hơn. Vì vậy, trận đại chiến tới đây giữa hai đội được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Công an Hà Nội hiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ tại vòng 5 giai đoạn 2 V-League. Bên cạnh vị thế top đầu của hai đội tham dự, điều này còn đến từ lần hội ngộ đầu tiên của Quang Hải sau khi anh rời đội bóng của Bầu Hiển cách đây hơn một năm. Quang Hải góp công lớn vào chiến tích Hà Nội FC, trong đó có 4 lần vô địch của V-League, 2 cúp quốc gia và 3 siêu cúp quốc gia. Tiền vệ người Đông Anh trở thành ngôi sao hàng đầu và gặt hái rất nhiều điều danh hiệu cá nhân cao quý như một quả bóng vàng, 2 quả bóng bạc, một quả bóng đầm cùng với giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2018 và được kỳ vọng sẽ có bàn thắng trong trận đấu so tài này. Trận đấu giữa Hà Nội và Công an Hà Nội diễn ra lúc 19:15 ngày 6 tháng 8 tới và sẽ được truyền thuật trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau tất cả, Công an Hà Nội có mạnh không? Thật dễ để có thể trả lời Công an Hà Nội rất mạnh, nhưng đó là trên lý thuyết, còn thực tế đã chứng minh đội bóng ngành công an cần rất không ít thời gian để có thể thực sự trở thành một thế lực cạnh tranh song phẳng với top đầu. Bước vào mùa giải V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội lập tức thu hút sự chú ý với những bài hợp đồng bom tấn. Một dàn cầu thủ từ đội tuyển quốc gia như Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài hay Văn Thanh đã đầu quân cho đội bóng này với sự kỳ vọng rất lớn để có thể nâng tầm đội bóng. Thời điểm đó, Công an Hà Nội trở thành một hiện tượng. Thậm chí ngay ở trận đấu ra quân, đội bóng ngành công an đã đánh bại Topelan Bình Định với 5 bàn không gỡ. Cần phải nhớ rằng đội bóng đất võ từng cán đích ở vị trí thứ 3 tại V-League 2022 vẫn đang sở hữu một đội hình với nhiều sao số. Dù rằng là sau đó Công an Hà Nội trở lại với mặt đất, hay nói đúng hơn là đem đến những sự thất vọng với chuỗi 4 trận không biết đến chiến thắng tại V-League. Thế nhưng đâu đó thì nhiều cổ động viên lại tin rằng họ sẽ sớm trở lại và vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Và đúng là họ đã trở lại thật với hàng loạt những chiến thắng ấn tượng, trong đó điểm nhấn là màn ngược dòng ngay tại sân vận động Thanh Hóa trước thầy trò huấn luyện viên Popov. 3 điểm giành được trước đội bóng đang đứng đầu bảng ở thời điểm đó giúp cho Công an Hà Nội sau đó leo lên vị trí số 1, qua đó tràn trề hy vọng để có thể đăng quang ngay sau khi thăng hạng. Niềm tin đó càng được củng cố khi mà đội bóng này chiêu mộ thêm Philip Nguyễn và Quang Hải, một người là thủ môn mang đẳng cấp châu Âu, người còn lại vẫn luôn là tiền vệ đẳng cấp nhất của bóng đá Việt Nam. Ai cũng nghĩ là hổ đã mọc thêm cánh, chiếc vô địch V-League năm nay phải thuộc về Công an Hà Nội mất rồi. Tuy nhiên khi nhận được điều đó thì cũng là lúc những vấn đề bắt đầu lộ ra với đội bóng này. Kể từ khi giai đoạn 2 bắt đầu, Công an Hà Nội đang thể hiện một bộ mặt rất thiếu ổn định. Trong 5 vòng đấu gần đây nhất, Quang Hải và các đồng đội chỉ giành được 2 chiến thắng, 1 hòa và nhận 2 thất bại. Họ nhận thất bại trước SHB Đà Nẵng, đội bóng thậm chí còn chưa thắng nổi tại V-League. Họ tiếp tục thua trước Hải Phòng, đối thủ không còn nhiều mục tiêu phấn đấu ở giai đoạn 2 của mùa giải. Chính trận thua này phải trả giá bằng việc mất đi ngôi đầu bảng vào tay của Hà Nội FC. Sự xuất hiện của Quang Hải bỗng dưng trở thành một vấn đề lớn với đội bóng, bởi huấn luyện viên trưởng Flavio Cruz vẫn đang loay hoay tìm kiếm một sơ đồ thích hợp nhất, giúp cho số 19 có nhiều đợt diễn nhất. Trong khi đó thì những huấn luyện viên từng đối đầu với đội bóng ngành công an dường như đã bắt bài được lối chơi của đội bóng này. Như nhận định của giới chuyên môn, hàng tiền vệ của đội bóng này chỉ có một đội hình đá hay, còn lực lượng dự bị thì còn phải rất cố gắng. Những nhận định này hoàn toàn chính xác bởi đội bóng ngành công an cũng chỉ có một vài nhân tố chơi tốt như thủ môn Philip Nguyễn, Đoàn Văn Hậu, Văn Thanh hay Hồ Tấn Tài. Ngoại binh của họ, đặc biệt là tiền đạo Gustavo Henrique, đã không thể ghi bàn ở 5 trận đấu gần nhất. Đó là lúc mà người hâm mộ bỗng chợt nhận ra rằng Công an Hà Nội thực sự không mạnh như người ta tưởng tượng. Nhưng nếu như nhìn nhận khách quan hơn, đội bóng này cũng chỉ mới trên nước chân giáo lên hạng ở mùa giải năm nay. Cộng thêm với việc đưa về nhiều cầu thủ, Công an Hà Nội sẽ phải cần nhiều thời gian để hệ thống chiến thuật được vận hành trơn tru.
Trước mắt đội bóng này sẽ là trận derby thủ đô với nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đó sẽ là cuộc đối đầu rất khó khăn bởi xét về phong độ, thầy trò huấn luyện viên trưởng Flavio Cruz đang hoàn toàn thua thiệt so với đối phương. Nhưng không còn cách nào khác, họ sẽ buộc phải nỗ lực hết ở trận đấu này nếu như muốn tạo ra lợi thế trong cuộc đua top. Công an Hà Nội chỉ còn 3 trận đấu nữa để khép lại mùa giải. Họ cần phải chứng tỏ rằng Công an Hà Nội có đủ lực lượng chứ không hề mạnh trên lý thuyết như rất nhiều nhận định trong thời gian gần đây. Sau Việt Kiều được thầy Park nhắm báo tin vui cho đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Jason Quang Vinh Pendan cho biết bản thân đang cố gắng hoàn tất các thủ tục để lấy quốc tịch Việt Nam. Trong một chia sẻ mới đây với báo chí, hậu vệ Jason Quang Vinh Pendan cho biết anh đang tích cực học tiếng Việt, đồng thời có thể hoàn tất các thủ tục để nhập tịch Việt Nam. Ngôi sao sinh năm 1997 tiết lộ là anh muốn lấy quốc tịch Việt Nam trong thời gian sớm nhất và nỗ lực để được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Quang Vinh sinh ra trong gia đình có mẹ là người Việt Nam và cha là người Pháp. Anh bắt đầu chơi bóng ở đội trẻ địa phương Sacles AAS trước khi gia nhập Sochaux. Đội bóng được thi đấu tại Ligue 1. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam và Pháp thi đấu ở đội 1 của Sochaux trong 4 mùa giải trước khi đến khoác áo câu lạc bộ New York Red Bull tại MLS năm 2020. Sau một quãng thời gian thi đấu không thành công, anh đã quay trở lại Pháp và gia nhập câu lạc bộ Quevilly-Rouen ở giải hạng 2 của Pháp. Mùa giải V-League, Quang Hải đã có 32 lần ra sân cho Quevilly-Rouen với tổng thời gian thi đấu là 2.487 phút. Anh hiện được Transfermarkt định giá lên đến 700.000 euro. Hậu vệ 26 tuổi cũng từng được gọi lên U16 và U18 Pháp. Trong quá khứ, thầy Park từng đến Pháp để theo dõi Quang Vinh thi đấu và muốn đưa anh về khoác áo tuyển Việt Nam nhưng bất thành. Trong thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam đang thoải mái hơn trong việc được các cầu thủ Việt kiều lên tuyển. Hiện có hai cái tên đã hoàn tất các thủ tục để nhập tịch Việt Nam là Patrick Lê Giang và Philip Nguyễn. Quay lại với trường hợp của Jason Quang Vinh, đây là cái tên chất lượng và đẳng cấp của anh đã được kiểm chứng. Nếu như hoàn thành nhập tịch, đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyển Việt Nam trong tương lai. Chiều ông Park Hang-seo tập 2. Tập 1 là thời kỳ vinh quang của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo trong 5 năm làm việc ở Việt Nam với vai trò là huấn luyện viên đội tuyển và U23 quốc gia. Thế còn tập 2 là gì? Đó là học viện bóng đá của thầy Park tại Việt Nam vừa chính thức đi vào hoạt động ở Hà Nội và trung tâm này đã thông báo tuyển học viên từ 5 đến 15 tuổi, tương ứng với các lớp học bóng đá từ U7 đến U15. Thầy Park là người điều hành học viện, còn người phụ trách chuyên môn là Shin Jong-jung, người có thời gian 12 năm kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng trường học ở học đường và các câu lạc bộ bóng đá trẻ chuyên nghiệp. Đội bóng gần nhất mà huấn luyện viên Shin làm việc là Seoul Elan FC, câu lạc bộ mà tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Toàn đang thi đấu. Bên cạnh huấn luyện viên Shin còn có huấn luyện viên Kim Jong-koo cũng là huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm ở Hàn Quốc. Với bộ khung này, học viện FHS sẽ truyền cảm hứng cũng như dẫn dắt và đào tạo các học viên nhí phát triển. Sự ra mắt của PHS Academy đã chính thức kết thúc mọi lời đồn xung quanh ông Park Hang-seo sẽ đến làm việc tại Indonesia. Cũng với sự kiện này, một lần nữa chúng ta có thể thấy rằng ông Park được gọi nói được sẽ làm được. Tại sao? Vì sau khi rời ghế huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Việt Nam, ông Park từng cho biết ông muốn đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam. Giấc mơ đó của ông giờ đã thành hiện thực. Trên cương vị mới này, thầy Park có thành công hay không chỉ có thời gian mới có được câu trả lời chính xác nhất. Nhưng với những gì ông đã và đang làm ở thời kỳ hậu huấn luyện viên trưởng bóng đá Việt Nam, ít nhiều cho thấy ông cũng làm đúng với những gì mà ông từng tâm sự. Trong tim tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao ông chia sẻ. Tôi đã kết thúc hợp đồng với VFF nên nếu như có nơi khác để đề xuất thì tôi sẽ cân nhắc. Nhưng tôi nghĩ xác suất để tôi ký hợp đồng với đội tuyển khác tại Đông Nam Á ngoài Việt Nam là rất thấp. Ông không chỉ mở PHS Academy mà ông còn thường xuyên góp mặt ở những sự kiện liên quan đến bóng đá với vai trò là khách mời. Gần đây nhất, thầy Park đã đến dự giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cục truyền hình. Sắp tới, học viện PHS sẽ mở tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng ông Park Hang-seo với tình yêu đặc biệt dành cho bóng đá Việt Nam. Cùng chờ đón Park Hang-seo tập 2.